Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đức Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đức Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, ban biên tập chương trình Minh Đức Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị. Chúc Tết xuân nay khắp mọi nhà, mừng thọ ông bà với mẹ cha. Năm cũ vừa qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp mặn mà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đức Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn. Cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vận trình sắp tới đây, gặp thời phất mạnh, mà muốn nghèo cũng khó, giàu có dễ như trở bàn tay, tiền vàng cứ thế ùn ùn kéo về chật két, từ nay an nhàn hưởng phúc lớn, giàu sang phú quý hơn người. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, cuộc sống vốn không phải là con đường trải đầy hoa hồng, dành riêng cho bất cứ một số phận nào trên bước tương đời, chúng ta sẽ phải trải qua đầy những thử thách, khó khăn, để trưởng thành và khôn lớn, có đôi khi sự khắc nghiệt của cuộc đời sẽ đẩy ta xuống vực sâu, ban cho ta những thất bại thảm hại. Nhưng cái quan trọng không phải là ta đã thất bại ra sao, mà là ta đã làm gì để vượt qua nó. Ai cũng có cho mình những lựa chọn riêng, hoặc là đứng dậy và bước tiếp, hoặc là mãi vùi chôn mình ở hố đen của sự nghèo hèn, thất bại. Sự lựa chọn ấy sẽ quyết định tương lai của mỗi người. Nhiều lúc hơn nhau chỉ ở một lần ta cố gắng. Chính vì thế, khi đứng trước khó khăn, ta đừng nản chí, nản lòng, thay vào đó, hãy quyết tâm nỗ lực, cố gắng hết mình để tìm kiếm thành công, bước qua gian khổ, hạnh phúc mới thực sự vẹn tròn, bởi đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách với một lòng quyết tâm và nghị lực phi thường đó. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, trong thời điểm sắp tới đây, con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 gặp vận cực may, cực đỏ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, khó ai sánh bằng. Dù trước đây có nhiều khó khăn như thế nào, thì thời điểm sắp tới đây này sẽ là thời điểm rực sáng, công danh thăng tiến, tài lộc vượng phát, gia đạo ấm êm và sức khỏe dồi dào. Vậy, để biết được vận trình may mắn trong thời điểm sắp tới đây của quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, thì ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu và chiêm nghiệm luận giải chi tiết, quý khán giả nhé! Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sắp tới sẽ như thế nào, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Người tuổi Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn, bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Người tuổi Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình. Đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ thức thời, giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình, không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Điểm yếu cơ bản của Bính Ngọ
là họ không hiểu rõ điểm yếu của mình và cũng không thể thay đổi chúng trong thời gian ngắn. Bính Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng, nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ, họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ, không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được để phát triển sự nghiệp của mình. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong thời điểm sắp tới đây, vận trình cụ thể như sau. Xét về phương diện tài lộc, trong thời điểm sắp tới đây này, người tuổi Bính Ngọ cũng có cơ hội thu tiền về đầy tối. Mọi công việc bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây được ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội, nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Hãy coi như đây là được khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế bởi bạn có cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề, dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, quá trình bắt tay vào làm việc sẽ không tránh khỏi khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông, giúp tiền chảy về túi dễ dàng. Ở một vài thời điểm, bạn vẫn cần phải đề phòng tác động của hung tinh ngũ quỷ, có những kẻ không đáng tin cậy sẽ dụ bạn góp nguồn vốn đầu tư vào những lĩnh vực lừa đảo. Hãy tin tưởng để nhận ra ai là người tốt, ai là kẻ xấu, để tránh rơi vào tình trạng mất tiền không đáng. Xem phi tinh tháng, có lục bạch đồng cung với bát bạch ở hướng đông nam, nơi hai cát tinh trùng phùng. Đây được coi là phương vị vượng vận khí và tài khí. Ngoài việc bài trí khu vực này thoáng đãng, sạch sẽ, bản mệnh có thể bổ sung thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh hòn non bộ nhỏ để giúp tích vượn nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí hanh thông, làm ăn kinh doanh ngày càng thuận lợi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, người tuổi Bính Ngọ có thể đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp vào thời điểm sắp tới đây. Dưới sự phụ trợ của tam hợp, bạn gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, khiến bạn bắt tay vào làm việc gì cũng suôn sẻ hơn người. Thời điểm này, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Vì vậy, dù có phải đối mặt với khúc mắc gì, cũng có người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Thậm chí, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đầy triển vọng. Với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong mắt lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất mà bản mệnh cần chú ý trong thời điểm này chính là duy trì tính kiên nhẫn của mình, chớ nên thấy chán hoặc thấy khó mà bỏ dở giữa chừng. Con đường đi tới thành công vốn chẳng bao giờ bằng phẳng, vì thế muốn gặt hái thành tích cao, bạn chớ mong mọi việc suôn sẻ từ đầu tới cuối. Hãy luôn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những thách thức để có thể tự tin vượt qua nhé. Dưới sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, bạn cũng cần phải chú ý hơn khi giải quyết các nội dung công việc quen thuộc. Nếu bạn chủ quan thì vẫn có thể nhầm lẫn và phạm phải sai sót bất cứ lúc nào. Hãy luôn nhắc nhở mình phấn đấu không chỉ trong những lĩnh vực mới mà còn cả ở những lĩnh vực mà mình vốn đã quen tay làm từ lâu. Xét về phương diện sức khỏe, trong thời điểm sắp tới đây này, sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ khá bất ổn và không hề tốt cho những người đang có bệnh sẵn trong người. Lúc này, ngoài việc chữa trị theo phát đồ của bác sĩ chuyên khoa, thì điều bạn cần tập trung đó là sự lạc quan với cuộc sống của mình.
Nếu bản mệnh và người thân có nhiều bệnh tật, chưa có điều kiện thăm khám đầy đủ, thì hãy nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh mình, đừng một mình chịu đựng, như thế sẽ không có lợi cho bạn chút nào đâu. Vũ Hoàng bay về phương Tây Bắc, không tốt cho những ai thường có bệnh ở đầu, nhất là tiền đình. Nếu có thể, bạn nên đi học thiền, yoga để giữ cho cả thân, lẫn tâm được cân bằng, ổn định. Đừng nghe ai đó khuyên uống thuốc này, thuốc kia là vội làm theo, mà không biết rằng cơ thể bạn có thích nghi được với chúng hay không. Nhiều dấu hiệu cho thấy, nếu đi xa thường gặp nhiều trở ngại, lúc này thời tiết vẫn lạnh giá là lúc cần chú ý giữ gìn sức khỏe, giữ ấm khi cần thiết. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Bính Ngọ trong thời điểm sắp tới đây, dưới tác động của cục diện ngũ hành tương khắc, tiếc rằng phương diện tình duyên của người tuổi Bính Ngọ không được lý tưởng. Có lẽ đây là lúc bạn cần xem lại cách hành xử của mình, chớ nên vô tình hoặc cố ý gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là với những người thân thiết nhất. Bạn cần nhường nhịn, bao dung và lắng nghe cảm xúc của nửa kia nhiều hơn. Đừng nên bắt đối phương mãi nghe theo sự sắp đặt của mình. Mỗi khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn cũng chớ nên hiếu thắng. Muốn mình trở thành người thắng cuộc trong mọi tình huống, trên thực tế vợ chồng hơn thua nhau sẽ chẳng đem lại cảm xúc tích cực cho bất cứ ai, mà chỉ khiến bầu không khí trong nhà thêm căng thẳng mà thôi. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn không quá lớn, chỉ cần bạn chủ động xuống nước với nửa kia, đôi bên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện với nhau, thì mọi vấn đề đều có thể nhanh chóng khắc phục. Tiếp theo sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý khán giả về những lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cần đặc biệt chú ý điều này. Chú ý cách hành xử, xem vận mệnh của 12 con giáp trong thời điểm sắp tới đây, thấy rằng người tuổi Bính Ngọ sẽ có những sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp, cạnh tranh cùng vị trí. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, họ rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu bạn luôn ở trong trạng thái này, bạn sẽ là người khơi lên những sự mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp, khiến người khác ác cảm. Kẻ xấu ngáng chân, thời điểm sắp tới, bạn sẽ càng phải đối diện với rất nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp hoặc những kẻ ngấm ngầm tìm cách ngáng chân. Vì vậy, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ càng, tránh vội nghe theo những lời dụ dỗ bùi tai. Nếu không, bạn rất dễ rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát. Đồng thời, bạn cũng cần điều chỉnh việc tiêu dùng trong tháng này một cách hợp lý để tránh lãng phí không đáng có. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào phần luận giải nội dung chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vận trình cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng riêng, người này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công. Người này có tài, lại có ý chí, nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Người này tinh thần thanh cao, sống ngay thẳng, trung thực, hiếm khi làm chuyện gì trái với lương tâm. Đường nhân duyên của người này rất tốt, được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 2 âm lịch. Người này dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống. Ở nhà có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài thì có bạn nâng đỡ. Dường như người tuổi này gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi, cũng chẳng lo bị dồn đến mức đường cùng. Bởi có được điều đó, cũng là nhờ họ thường ngày sống thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Đó là lẽ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của người này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không múc nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao, thì tài năng của họ sẽ được phát huy cao độ, dễ dàng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp, cũng như lập nên những thành tựu lớn. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh, người mệnh này nhờ thế mà đầu óc tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt, họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân, cuộc đời hạnh phúc, an lạc, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì, có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì người này cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao, sang tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch,
là Tiết Lập Hạ. Người này có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm, khi lên khi xuống, khó bề ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không hề nao núng. Dù phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào thì cũng không để nó đánh gục mình mà vẫn kiên trì phấn đấu. Nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Người này số phận đã định, tiền vận phải chịu nhiều cực khổ. Song từ trung vận trở đi thì chuyển mình, cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm khi được bao người tung hô, khi lại chẳng có ai bên cạnh. Song nhờ vào tinh thần chiến đấu bất khuất, người này sẽ chiến thắng hết những rào cản phía trước. Họ cũng có được cuộc sống hạnh phúc cho mình, với hôn nhân bền vững, con cháu thành đạt, cuộc đời về sau sung túc, ấm no. Bản thân người này luôn nhắc nhở mình không ngừng phấn đấu, có lòng tin vững chắc vào tương lai phía trước. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người này có ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng, có thể trở thành người đứng đầu. Thời loạn thì làm đại tướng quân, thời bình làm Trang Tuấn Kiệt, nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của rất nhiều người. Người này được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình. Ngày còn thơ bé, có cha mẹ, anh em, từ khi lớn lên, có bạn đời làm hậu phương vững chắc, giúp cho người này không ngừng tiến bước trên con đường công danh sự nghiệp, lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài, có trí, lại được quý nhân ở bên tương trợ, nên rất thuận lợi, đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Cuộc đời người này may mắn không phải trải qua đại nạn gì, có thể nói cả đời công danh, lợi lộc chẳng bao giờ thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của người này chính là tính tình nóng nảy, dễ làm chuyện bốc đồng, sốc nổi, cần phải cố gắng cải thiện điều này thì thành công có được sẽ càng dễ dàng hơn. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 6 âm lịch. Đây là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì. Họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh, tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung. Họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về đối nhân xử thế. Người này trung thực ngay thẳng, rất ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn ắt đưa tay cứu giúp, nhân duyên nhờ thế mà thập phần tốt đẹp. Họ sống thanh cao, chẳng mang tới những tranh đua của cuộc đời, nhưng nhờ thế mà được cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà. Cuộc sống hôn nhân gia đình của người này rất hạnh phúc, gia đạo an yên và tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người mệnh này sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã, song không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn, tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân, thành đấu sĩ bất khả chiến bại, đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đớn đau, mà lập nên thành công vang dội, có phúc tướng, được hưởng phúc trời ban như ý cát tường, đã vượn lại càng thêm vượn, dù nay bại thì mai tất thành. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này cuộc đời phải trải qua nhiều điều trắc trở, điều cần chú ý nhất chính là đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, thị phi đeo bám, cần thận trọng giữ mình, tránh gây thù chốt oán, cũng chớ làm những chuyện bốc đồng, kẻo bị tiểu nhân lợi dụng. Cũng may, người này phúc lớn mạng lớn, dù phải đối mặt với bao nhiêu cửa ải nguy nan, cũng đều thuận lợi vừa qua, ý chí hơn người, tinh thần độc lập cao liêm chính, ngay thẳng, làm điều tốt ắt được trời ban phúc. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 9 âm lịch. Cuộc đời người này ba chìm, bảy nổi, phiêu bạt khắp nơi, bồn ba vất vả, cực khổ trăm bề, nhưng chỉ đủ để nuôi sống bản thân, cũng bởi tiền bạc thiếu thốn, nên thường ốm đau. Bệnh tật tuy là bệnh nhỏ, nhưng không được chữa trị kịp thời, tới tuổi hoa niên, sức khỏe đã kém, không được khỏe mạnh, hưởng phúc tuổi già, trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài không gặp đúng thời cơ, nên tảng gốc dễ chẳng được bằng người, nên lập nghiệp khó khăn, song ở đời nhiều điều khó đoán định, người có công lao ắt được hưởng thái bình. Ý chí vươn lên không ngừng nghĩ của người này có thể khiến số phận thay đổi, được hưởng vận may. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch vào tiết lập đông, người này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa, phú quý mấy ai bằng, tổ nghiệp không thể trông chờ anh em thân thiết, chẳng giúp đỡ được nhiều, song bằng chính tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, người này gây dựng được sự nghiệp trong tay, thêm quý nhân giúp đỡ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường hoạn lộ rộng mở vô chừng, đạt được vị thế bao người tôn kính. Đây là người ngay thẳng, trung thực, họ sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế đang trong cơn hoạn nạn, bạn bè khắp bốn phương,
đường nhân duyên của người tuổi này rất tốt, vượn vận quý nhân, vận khí đủ đầy, đường hoạn lộ rộng mở, là người có tài về đường văn chương, khiêm nhường, thanh cao, chẳng đua tranh cuộc đời, công danh, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bỗng lộc nhiều vô kể, được lộc trời cho hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này tổ nghiệp khó có thể dựa vào cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm vượt trội. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ 1966, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, là tiết tiểu hàn. Vận mệnh của người này có nhiều điều đáng nói. Tiền vận mọi sự khó khăn, mặc dù cố gắng, nỗ lực rất nhiều, nhưng khó giành được thành công, bởi có nhiều điều trắc trở phía trước, sóng gió đến không ngừng, cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vừa khó, không bao giờ chịu lùi bước mà luôn cố gắng tiến về phía trước, nên tới trung vận, cuối cùng cũng sẽ may mắn thấy mặt trời danh lợi, song toàn hậu vận, phúc thọ đủ đầy, chớ thấy khó khăn bủa vây mà đã vội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng, không muốn tiếp tục phấn đấu. Bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt. Người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng. Những công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, người xưa có câu, tinh canh vũ độ, nghĩa là ngày nắng đi cày, ngày mưa đọc sách. Một câu nói đơn giản này đã ngắn gọn, mô tả một cuộc sống ung dung, tự tại, không màng sự đời, thể hiện tâm hồn cao thượng, không phiền não, hàm chứa trí tuệ thuận theo tự nhiên của cổ nhân vào thời cổ đại. Khi nông nghiệp chưa hoàn toàn phát triển, các biện pháp canh tác sản lượng cao, các biện pháp thúc ép về thời gian còn chưa có, thì người dân thường sinh sống ra sao? Chính là mỗi ngày, khi mặt trời mọc là họ bắt đầu ra đồng làm việc cày cấy, đến lúc mặt trời sắp lặn thì dừng, những ngày mưa gió họ ở nhà nghỉ ngơi. Người có chí hướng thì dành thời gian để đọc sách, ngâm thơ, cuộc sống như vậy khá sung sướng. Cuộc sống ngày nay đã có nhiều thay đổi, đôi khi vào những ngày mưa gió, người ta vẫn có thể gặp cảnh những người nông dân trồng cây, bón lúa. Xã hội ngày nay cũng là như vậy, rất nhiều người vì mải mê làm việc, bận rộn kiếm tiền, nên ngày đêm đảo lộn, ngày nghỉ cũng làm việc, khiến không ít người tâm tính trở nên nóng nảy, có nhẫn nại. Một số người còn tự nhận mình là người siêng năng, chán ghét trời mưa gió, vì đã làm lỡ dở công việc của mình. Sau một thời gian dài làm việc trong hoàn cảnh không phù hợp quy luật tự nhiên như thế, rất dễ dàng xảy ra hiện tượng làm quá sức trở thành bệnh. Hơn nữa còn là các bệnh lạ lùng, trời nắng, trời mưa là quy luật tự nhiên. Thiên nhiên sẽ không vì ý nguyện của con người mà thay đổi quy luật của mình. Con người dẫu có muốn ngăn trời mưa hay muốn tạo mưa bằng những biện pháp khoa học hiện đại nhất thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quy luật của tự nhiên, chỉ là lợi dụng một chút thông minh, một chút mà thôi. Bởi vậy, những người sống thuận theo tự nhiên sẽ biết thay đổi kế hoạch của mình cho phù hợp với tạo hóa. Ngày mưa nếu không thể làm việc, họ có thể tạm thời dừng tay thưởng thức nhạc, đọc sách cổ, tĩnh dưỡng và làm gia tăng tri thức của bản thân mình. Trong cuộc sống, những việc không thuận theo tâm ý của con người là rất nhiều. Người kinh doanh không đạt được mục tiêu, doanh số đề ra, học sinh không đạt được kết quả thi như bản thân mong muốn, bạn bè đột nhiên rời xa, người thân đột nhiên ly biệt. Trong những lúc gặp phải mâu thuẫn không thể thay đổi được, như vậy thì biết thuận theo tự nhiên là cách lựa chọn hữu hiệu nhất. Thà làm mọi việc mà có thể thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu, thì trái lại còn có thể thu được kết quả tốt đẹp hơn mong đợi. Tục ngữ nói, cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng. Trong cuộc sống rất nhiều, khi quá để tâm chú ý thì lại bị mất đi, giống như nắm cắt nằm trong tay. Nắm càng chặt thì nó rơi càng nhanh, nguồn gốc của những phiền não trong lòng người, phần lớn đều là do không thuận theo tự nhiên, không biết mệnh của bản thân mình mà ra. Có một câu chuyện cổ kể rằng, trong một khoảng vườn rộng của thiền viện, có nhiều đám cây nhỏ đã bị vàng ố và chết khô. Tiểu Hòa Thượng thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, liền nói với vị sư trụ trì, sư phụ chúng ta hãy nhanh chóng gieo hạt giống thôi. Để như vậy trông rất khó coi, vị sư trụ trì chậm rãi nói, đừng vội, loại cây nào cũng đều phải theo thời mới trồng được, hãy tùy thời. Đến mùa, vị sư trụ trì mua những hạt giống cây về giao lại cho Tiểu Hòa Thượng đi gieo hạt. Những đợt gió giông nổi lên làm cho nhiều hạt bị thổi bay đi mất. Tiểu Hòa Thượng vô cùng lo, nói với sư phụ không được rồi, rất nhiều hạt đã bị gió thổi bay đi mất. Vị sư trụ trì bình tĩnh đáp, không sao, bị gió thổi đi rất nhiều là hạt lép, có gieo xuống đất cũng không nảy mầm, con đừng lo lắng, hãy tùy tính. Sau khi gieo hết số hạt giống ấy, Tiểu Hòa Thượng lại phát hiện có rất nhiều chim từ đâu bay đến mổ. Tiểu Hòa Thượng hoảng sợ chạy lại nói với sư trụ trì, sư phụ hạt giống đều bị chim ăn rồi. Vị sư trụ trì vẫn bình tĩnh như cũ và nói không sao, hạt giống nhiều, chim có mổ cũng không hết được, hãy tùy ngộ. Nửa đêm ấy trời đổ mưa rào,
Sáng sớm hôm sau, tiểu hòa thượng vào phòng sư phụ và buồn rầu nói: "Sư phụ, những hạt giống kia đều đã bị mưa làm ngập hết rồi." Vị sư trụ trì lại nói: "Con đừng lo, hãy để tùy duyên." Một tuần trôi qua, trên mặt đất quả nhiên mọc lên rất nhiều mầm xanh. Một số góc vườn vốn không được tiểu hòa thượng gieo hạt giống cũng mọc lên những mầm xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay không ngớt. Vị sư trụ trì nhìn thấy vậy, gật đầu và nói: "Tùy hỷ rất nhiều khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết, chúng ta nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, bởi vì cổ nhân đã giảng: mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, hay người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên, cho nên thuận theo tự nhiên là cảnh giới cao của trí tuệ con người." Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.